luôn. Ôi đi bắt gà thôi. Cả một phút trôi qua mà lửa nó cũng chưa có bén lên miếng nào. Đi chúc Tết mà đi phà để đi chúc Tết luôn. Năm mới làm ăn thì tiếng đấy, có một tiếng, nó tiếng đấy. Con cái thì ngoan ngoãn, lớn lên khôi ngô tính tú, con gái thì đẹp đẽ xinh tươi, làm ăn thì thuận lợi, tiền vô như nước, châu báu ngọc ngà, vũ 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 cháo chứ nhà, mọi điều như ý, có như đây đây có như đây có ý, mọi điều. Đây rất là yên bình không? Mọi người cây cỏ sông nước yên bình. Hiện tại mình đang đi từ thành phố qua huyện Giồng Trôm của tỉnh Bến Tre. Đây là bằng một cái con phà. Thời xưa thì tất cả các cái việc mà đi lại của người dân gần như là bằng phà thôi. Thì sau này thì có những cái cầu được mọc lên để giúp cho việc đi lại của người dân được thuận tiện. Không khí Tết ở làng quê đây ha. Hôm nay phà của mình thì khá là ít người, có vài người thôi. Phà đã cập bến. Đây là cảnh sắc của huyện Giồng Trôm nha. Này cũng quá trời bông nè. Cắt cái đầu ra bỏ trái nước vô cái đập để nguyên chai luôn được. Chai xong lại ra bỏ lại đầu con năm lì xì nè. Cảm ơn Tư con mèo nè. Anh Nam ơi, qua năm nay làm ăn nè, năm lì xì nè, vô như nước nhỏ nha, để gì làm được ao mà, có đám cưới ăn nha, có đám cưới ăn nè, con cũng mệt rồi, bà Lan, tụi năm lì xì nè, rồi, tưởng bên rồi học giỏi nha, kiếm được vậy đó, rồi vô, còn em nữa, mày tao cũng mày cũng bỏ, mày coi đây, tụi em. Chết này cũng Tết của chị hai luôn rồi. Như bác hụ vậy đó. Dạ, hôm nay mùa 1 giờ con ở nhà. Nhân dịp năm mới, gia đình con đến đây cùng với gia đình chú Thứ Mười. Con là Tiến, kính chúc gia đình mọi điều tiến tới. Con là Như, kính chúc gia đình vạn sự như ý. Dạ. Tới đứa nào? Rết đứa nào lụm đứa đó. Tới đứa nào con là Vũ, chúc cháu không đó nó ngược rồi. Bạn có chậu báo nó mới dỗ hả con thấy vợ con châu nó châu giúp cháu thế mà năm mới châu báo vô nhà mà vũ hỏi chú hai người là phải coi qua chú hai người vũ đẹp không? Con là thôi vui chúc con cái là con Ngô đẹp trai. Được. Rồi đại gia đình kính chúc mọi điều như ý, sự như ý, làm ăn muốn đâu được đó, gia đình thì luôn luôn vui vẻ hạnh phúc sum vầy. Rồi chúc mừng năm mới. Rồi vô mục tiêu rồi. Chú thế mà nói đầu năm mới cũng nghe chúc tụi con. Nói chung mà làm đâu được đó. Sức khỏe lúc nào cũng dồi dào, mạnh khỏe. Rồi. Dạ con cảm ơn chú Thiếp. Hôm nay chúng ta tham gia một cái party của gần nhà mình nha. Thấy chương trình show không? Nó xa xa có dạng sạch sình. Ăn Tết bắt đầu sớm phải không? Yeah. Vô nhiều mà ông không đã, dạ mới đã nè. 17 đợi. 19 đợi. Đợi nghe, đợi. 34. 69. Trời 79. Trời ơi. Cái này kinh nè, chứ ai chứ không. 56. 40. 30. 30. Lắc lên nha. Kêu muốn hết trời mà mình chưa đợi. Sao sống chết với cái nhà bên đây quá. Sống chết nhà. 84. Đợi nhiêu? 84. Giờ phải có đợi đó. Sao yếu tim quá ta. Hay sợ cái nhà bên đây quá. Hai. Sợ cái nhà bên đây. Trời ơi đợi. 54. Trời ơi sao đợi hết cờ luôn rồi đó. 47. Trời ơi. Đợi. Trời hết hồn. 23. Con. Cái gì? Con. Số 7. Số 23. Số 7 chưa? 28. 40. Kinh nha. Vô.